đây mình đi lên trên núi theo những cái con đường mòn các bạn ạ. Người dân ở đây họ lấy củi rất là nhiều, cho nên là vẫn còn có những cái con đường để đi lên trên núi này các bạn này. Đấy, toàn là những cái đường dốc đá như thế này thôi. Người dân họ đi lấy củi à. Vào cái mùa này là mùa thu mùa đông ấy, trời thời tiết mát mẻ mà họ sẽ lên núi chặt củi. Cơ bản là để sinh hoạt hàng ngày thôi các bạn ạ. Hồi xưa còn nhỏ mình cũng vậy. Vào cái mùa này là chỉ biết đi chặt củi thôi, chứ không biết đi làm cái công việc gì hơn. Nên trên này cũng khá là dốc. Dọc cái bên cạnh con đường mình lên này các bạn này. Ở đây đã xuất hiện những cây lan rừng đầu tiên rồi. Những bụi lan này, mịn kín này, mọc xum xuê trên vách đá xuống các bạn ạ. Loại này thì thường xuyên là gặp ở trong những hành trình đi rừng của mình. Xuất hiện khá là nhiều. Mình vẫn đang theo cái con đường mòn này đi lên. Ở đây vẫn có cái con đường mòn mà từ trên đỉnh núi xuống các bạn ạ. Người dân họ vừa mới lau củi xuống chưa lâu cho nên là vẫn còn một con đường mòn rất là đẹp. Các bạn ơi, bên cạnh cái vách đá này, mình đi ngang lên cái khu vực này là cái khu vực mà gần với đỉnh núi rồi. Đấy, khi mà đi dọc theo cái con đường mòn lên đến khe núi thì mình tạt sang bên này, bên sườn núi này thì ở đây có rất nhiều các bạn ạ. Lan lọng, một loại lan lọng mà không biết là lọng gì đây. Có thể là lan lọng đốm các bạn nhé. Nó mọc nhiều kinh khủng luôn. Các bạn xem này, chỗ này nó mọc dày khít vào nhau một tảng dài khoảng hơn 2 mét trên cái bậc đá này các bạn ạ. Và còn rải rác xung quanh phía xa bên bên kia vách đá nữa, bên dưới nữa các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều. Chẳng qua là mình không đi qua sang bên đấy được. Bên đấy thì đi qua thì khó quá các bạn ạ. Bên dưới thì lan lan râu lược nữa, mọc lẫn lộn với nhau. Rất là nhiều ở phía xa bên dưới cái vách đá kìa. Đấy, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Lan lọng nhỉ, tít bên kia. Ở đây thì phải nói là đám này là vô đối luôn, cái đám này dài hơn 2 mét mà thành một, nó mọc rất là dày, nó không mọc thưa, nó nhìn nó rất là đẹp. Ở bên trên này cũng có này các bạn này, cái địa hình nói chung là cái sông núi nó nhô ra cho nên lúc nào cũng có nhiều lan, núi nào cũng vậy thôi. Cái địa hình này rất phù hợp cho các cái loài lan nó sinh sống và phát triển ở đây. Bây giờ mình sẽ leo thẳng lên trên này các bạn ạ. Bên trên cái đỉnh sông núi này các bạn này, ngay phía bên dưới mình vừa quay cho các bạn xem xong, lên trên này ôi rồi ôi, nó còn nhiều hơn cả cái phần bên dưới nữa, nhiều thật các bạn ạ. Toàn là lan lọng, pha long lộn với lại cái đám lan râu lược, quá là nhiều luôn. Mấy cái loài lan này đúng là chỉ ưa xuất hiện ở trên những cái sông núi mà nó nhô ra ra khỏi vách ấy các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều luôn mà bám kín cả đá này, kín cả đá và kín cả những cái thân cây. Ở đây có một cái thân cây này các bạn này. Đây là cái cây thừng mực các bạn nhé. Đây là cái cây thừng mực đó, cho các bạn xem. Ở đây còn nhìn thấy cả cái thung lũng ở bên dưới luôn, rất là nhiều những cái loại lan rừng. Ở đây có cái cây này các bạn này, cây này nó có thuộc cái dòng cây móng rùa này. Bên dưới này có một khóm đẹp hơn. Loài này nhìn nó cũng khá hay các bạn ạ. Đấy, đây rồi, một cái khóm lan thuộc cái dòng móng rùa này. Cái cây này thì nó đa dạng lắm nha các bạn nhé. Không biết là tên khoa học của nó, họ hàng của nó là cái gì mình còn chưa tìm hiểu được. Nhưng mà cơ bản là cái cây này mình thấy nó khá là đa dạng. Có những cây rất là nhỏ và có cây thì kích thước rất là to. Nhưng mà hình dáng thì nó tương tự nhau. Dọc theo cái cây này thì nó bị khô rồi các bạn ạ. Cây này thì nó bị khô rồi. Và bám toàn là cái loại lan râu lược hết. Môi râu lược. Bên dưới là cái thung lũng này các bạn này, thung lũng đẹp chưa? Cái thung lũng này mình vừa đi qua đấy, mình bỏ cái xe mình ở dưới kia kìa các bạn nhỉ. Nói chung là đi rừng này mình xe mình toàn là vứt dọc đường ấy thôi. Ở trong miền núi thì nó không như ở dưới thành phố các bạn ạ. Thành phố thì có khi để ở trong nhà còn mất trộm, nhưng mà ở nông thôn miền núi người dân thật thà, những người không có những cái thành phần xã hội rồi là nghiện ngập các thứ này, cho nên là nó cũng đỡ những cái tệ nạn ăn trộm ăn cắp các thứ là nó cũng ít các bạn ạ. Khu vực nào cũng có người
thế nọ thế kia, nhưng mà nó tỷ lệ nó không nhiều như ở dưới thành phố. Hở tí ra là mất đồ nọ mất đồ kia, còn ở đây mình xe rồi là mũ biết các thứ mình bóc, mình quần áo mình treo mình bỏ trên xe các bạn, chả ai người ta động đến đâu. Đang đi kiểm đi đi quanh quanh cái khu vực sông núi này, tại vì địa hình nó rất là đẹp. Tạm thời là chỉ có thấy lăn lọng với lại râu lược thôi là nhiều, mọc ở dọc cái khu vực này. Ngoài ra thì chỉ có cái cây lan thạch hộc mi là cũng xuất hiện ở cái địa hình này, chưa thấy có thêm cái loại lan gì khác. Chỉ có hai cái loại lan đấy là nhiều nhất các bạn ạ, tập trung hết cả cái sông núi này. Một vài những cái loại lan nhỏ, cơ bản là ở cái chỗ này chỉ thấy có lan lọng, pha long là nhiều nhất. Đấy, rất là nhiều cả bên dưới này nữa, nhưng mà dưới này mình sẽ không xuống nữa, mình sẽ tiếp tục đi lên trên đỉnh núi các bạn nhé. Còn một đoạn nữa thì mới lên được đỉnh. Này, lên trên này một đoạn nữa là sẽ là đỉnh núi trên này các bạn ạ. Mọi người có nhận ra phía trước đây là cái loài lan gì không? Mình đã từng lấy về bán cho các bạn sưu tầm đấy. Chắc chắn là bây giờ ở vườn rất là nhiều người có sở hữu cái loài lan này. Ở đây mình gặp một đám khó mô tả lắm các bạn ạ. Cho các bạn xem thực tế này. Thật là khó tưởng tượng luôn, lần đầu tiên mình gặp các bạn nhé. Lần đầu tiên mình gặp một bụi lan mà nó nhiều như thế này, to như thế này. Đây là cái bụi lan thanh đạm sữa mà hoa của nó rất là đẹp, hoa của nó có những cái chùm hoa màu trắng dài, nhiều bông và có hương thơm đặc trưng. Nở một cái màu trắng và cái khuôn bông của nó khá là to và đều đẹp. Đấy. Cái loài lan mình đã từng lên video bán chia sẻ cho các bạn rồi đấy. Hôm nay mình gặp ở đây phải nói là nó kéo dài vòng quanh cái khối đá, mà cái khối đá này nó to bằng cái gian nhà của các bạn ấy, mà nó kéo vòng quanh từ cái đầu bên kia này các bạn này, từ cái đầu bên kia vòng sang tít đến bên trong này. Đấy, chỗ đấy thì nắng nó ít chiếu đến cho nên là nó còn tốt hơn, xum xuê cả các bạn ạ. Một cái loài lan mà có những cái bông hoa rất là đẹp ở đây. Nó cái khu vực này nắng nó ít chiếu đến này các bạn, cho các bạn xem tận nơi luôn. Một cái khối đá to mà bám kín cả cái loài này, nhưng mà nó chạy chạy vòng quanh này, đo kéo thước lên đo chắc cũng khoảng 5-6 mét các bạn. Ôm tùm luôn này các bạn, quá là tốt. Cái này mà nếu mà để năm nay mình cân cái mùa hoa của nó, khi nào nó nở hoa có thời gian mình sẽ quay lại để quay hoa của cái đám lan ở đây, chắc chắn là sẽ cực nhiều và cực đẹp luôn, rất là nhiều các bạn. Tỷ lệ cây nó như thế này thì mỗi cứ trung bình, cứ tính trung bình đi, hai cái thân thì có một thân lên hoa đi, thì chỗ này chắc là sẽ ngập một cái màu trắng luôn. Hy vọng là sẽ có dịp quay trở lại đây để làm video hoa của cái bụi lan khổng lồ này cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình, sắp lên đến đỉnh núi rồi các bạn. Ở đây còn rất nhiều thanh đạm sữa này, mọc rải rác ở trên núi này các bạn này. Núi này có quá nhiều luôn. Đấy, cái khu vực này thì nó ăn nắng này các bạn này, ăn nắng thì lá của nó dày cứng, thân lá nhìn cũng rất là đẹp, chưa kể đến hoa của nó còn đẹp hơn nữa. Ở trên đỉnh thì càng lên nó càng khô, nhưng mà đỉnh núi này thì mình không thấy có cây bụi, chắc là độ cao chưa đạt cho nên là những cái cây bụi chưa xuất hiện ở đây, đi lại cũng khá là dễ. Nhiều những cái đỉnh núi trong những cái video trước mình đi ấy, thật sự là nó rất khó các bạn ạ. Không thể nào rút cái điện thoại để quay cho mọi người xem cái cảnh mình
chui lủi trong cái bụi rậm được. Hai tay bám đá bám cây còn chưa đủ. Ở đây là một cái cây gỗ mà nó bị mục chết rất là lâu rồi. Đây có những cái miếng lan vảy rồng này các bạn. Đây là vảy rồng này, nhưng mà nhỏ thôi. Xuống đây nó cằn cỗi, nó không phát triển được, nó chỉ như thế này thôi. Khả năng là còn không ra được hoa các bạn. Mấy cái khúc cây khô mục hết rồi. Rất nhiều những cái loại lan bình thường. Bên kia là cái thân cây kia là bám đầy cái loại thạch hộc mi. Dọc thân, dọc gốc cây, đâu đâu cũng là lan cả. Đây các bạn này, râu lược nhiều, kinh khủng. Nói chung là mình khi mà mình lên đến cái sông núi ở đây ấy, thì nhìn đâu cũng là thấy là những cái loài lan này. Đấy, bám ở trên đá này các bạn này. Thạch hộc mi bám ở trên đá này. Còn trên này là đỉnh núi này. Đấy, trên này là đỉnh núi, ngay trên này rồi. Mình sẽ đi lên trên này các bạn nhé. Không gian trên đỉnh núi đây các bạn. Đây là cái khu vực đỉnh núi. Mà ở đây cái ngọn núi này ngày xưa người dân họ thả dê. Cho nên là nó mới thoáng như thế này. Mình thảo nào và lên trên này ít có những cái cây dương xỉ, cây bụi các thứ. Hóa ra là trên này ngày xưa có dê ở các bạn ạ. Và trên đỉnh núi này thì đây các bạn đây. Kiếm lô hội. Ở đây mình gặp mấy khóm kiếm lô hội. Mà có khóm cũng nói chung là thân lá của nó cũng gọi là tạm tạm. Kiếm lô hội ăn nắng cho nên thân lá nó ngắn thôi, nó không quá dài các bạn. Ở đây bên trên này còn có một bụi to hơn nữa. Đây các bạn này, một vạt luôn ở đây toàn là kiếm lô hội. A đù bụi này, lá sọc các bạn ơi, lá sọc. Ở đây có mấy tép lô hội lá sọc này các bạn này. Đây, một lá này, hai lá này, ba lá này, bốn lá này. Đấy, khả năng là một cụm ở đây là cụm lá sọc rồi. Đây các bạn ạ. Thật là tình cờ và khá là bất ngờ. Hôm nay, ở trên cái trong cái hành trình ngày hôm nay đi tầm lan, mình lại tầm được cái kiếm lô hội lá sọc. Đây không phải là sọc một lá đâu các bạn ạ. Sọc nhiều lá là đằng khác. Nói chung là cái khu vực này là nó sọc có lá nặng, lá nhẹ, nhưng mà cơ bản là có sọc này các bạn này. Khóm này là một khóm lô hội mà tiềm năng lá sọc. Có mấy hướng ở đây là lá sọc đều hết các bạn ạ. Đấy, lá sọc này. Khá là bất ngờ hôm nay mình gặp được. Đi tầm lan kiếm vào cái mùa hè vừa rồi ấy, mình đi cực nhiều luôn. Cũng chỉ soi được mấy cái mặt hoa là lạ thôi. Chứ còn được một hai bông hoa semi gì đấy. Còn cái kiếm lá sọc này thì chưa từng gặp. Cách đây 2 năm hơn năm thôi. Thì như hơn 1 năm về trước mình có đi tầm ở cái xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Ở đó thì mình đã cùng với anh bạn của mình, ông anh của mình, đã sưu tầm được mỗi người 1-2 tép kiếm lá sọc gì đấy. Về bây giờ vẫn còn đang trong cái quá trình nhân giống mà nó chậm lắm các bạn. Kiếm lá sọc nó phát triển cực chậm. Đây cũng một khóm, nhưng mà khóm này thì ở ngay bên dưới, nhưng mà nó không có cái lá nào đặc biệt đâu các bạn. Chắc chỉ có khóm trên đó thôi. Chỉ có cái khóm ở trên đó là có mấy tép lá sọc thật các bạn ạ. Rất là bất ngờ hôm nay mình lại gặp được ở đây những cái chỉ màu vàng nhìn rất là đặc biệt. Sưu tầm được những cái cây kiếm này không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Đôi khi gặp những cái núi mà phải nói là cả một rừng kiếm, nhưng mà không có cây nào nó có cái vẻ đặc biệt như vậy, không được cái lá nào nó sọc như vậy.
Đây thì thân thủ nó cũng tạm tạm. Thân cây ngắn và lá cũng khá to. Không biết là bên cạnh này còn có nữa không. Mình sẽ đi vòng vòng sang nốt cái đầu núi bên này nữa. Đây là cái khu vực cao nhất của cái ngọn núi này rồi các bạn ạ. Ở trong này thì nó có cái tán rừng cây ấy, cây gỗ khá là to. Nó rất là râm mát và lan thì không có nhiều bằng cái khu vực sông núi mình là nãy mình vừa lên đâu. Có những cái gốc cây si cổ thụ này các bạn này. Đây là một cái cây si ở trên đỉnh núi nhá. Có cái thân của nó rất là nhiều rễ. Cái dòng cây si, cây đa thì thường là nó sẽ buông được rất là nhiều những cái rễ ở trên cành xuống. Đấy, không gian ngày hôm nay mình lên trên đỉnh núi thì nó cũng không được thoáng cho lắm, nhìn không được nhìn đi xa các bạn ạ. Dưới kia là vẫn là cái thung lũng mà nãy mình để xe ở dưới đấy, thì hôm nay cơ bản là có những cái gặp gỡ như vậy chia sẻ đến các bạn thôi. Giờ mình sẽ kết thúc cái video của cái chuyến đi ngày hôm nay đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái hành trình sau.